Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Trận đấu đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Ishikawa đã gây ra những biến đổi vỏ trái đất lên tới 3m ở bán đảo Noto gần tâm chấn. Cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản đã phân tích các chuyển động của vỏ trái đất trước và sau trận động đất ở tỉnh Ishikawa hôm ngày 1 tháng 1 dựa trên dữ liệu từ vệ tinh quan sát trái đất Daiichi 2 của Nhật Bản. Cơ quan thông tin không gian địa lý của Nhật Bản đã phát hiện những thay đổi vỏ trái đất trên khắp bán đảo Noto, lên tới 3 m ở phía tây thành phố Wajima và tối đa 1 m ở phía bắc thành phố Shizu. Cơ quan này cũng nói rằng các dữ liệu này không thể hiện rõ lớp vỏ dịch chuyển theo hướng nào. Phân tích dữ liệu sơ bộ, cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản phát hiện một điểm quan trắc ở thành phố Washima di chuyển theo chiều ngang khoảng 1,3 m về phía tây. Phân tích cũng chỉ ra sự dịch chuyển khoảng 1 m về phía tây ở thị trấn Animizu và 80 cm ở thành phố Shizu. Những dịch chuyển lớn này có thể phá hủy các tòa nhà trong khu vực. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết đã ghi nhận 155 trận động đất trong ngày đầu năm mới. Các trận động đất phần lớn có cường độ trên 3 độ, trong đó một đợt mạnh 5,6 độ khiến đài truyền hình quốc gia NHK phải chuyển sang một chương trình đặc biệt. Nghiêm trọng nhất là trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra tại tỉnh Ishikawa. Cảnh sát địa phương thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng và con số thương vong gần như chắc chắn sẽ tăng lên. Trong khi đó, bản tin mới nhất của hãng tin Kyodo cho biết 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 người ở cảng Wajima, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do gần tâm chấn. Trận động đất gây ra sóng thần cao hơn 1 mét, làm đổ nhà cửa, gây cháy càng lớn và chia cắt các con đường. Hình ảnh ghi từ trên cao được phát trong các bản tin địa phương cho thấy quy mô tàn phá ở Ishikawa. Với những tòa nhà vẫn còn âm ỉ khói lửa, nhiều ngôi nhà bị san phẳng và thuyền đánh cá bị chìm hoặc giặt vào bờ biển. Thiệt hại rất lớn, nhiều người thương vong, nhiều tòa nhà bị sập. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết sau cuộc họp ứng phó thảm họa, chúng ta phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán hơn 97.000 người vào tối ngày 1 tháng 1, đưa họ đến các phòng thể thao và phòng tập thể dục của trường học, thường được sử dụng làm trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Nhiều người đã trở về nhà vào ngày 2 tháng 1 khi chính quyền dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Cơ quan nội chính hoàng gia cho biết họ sẽ hủy bỏ buổi xuất hiện dự kiến vào dịp năm mới của Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako vào ngày 2 tháng 1 sau thảm họa. Thủ tướng Kishida cũng hoãn chuyến thăm năm mới đến đền Ise dự kiến vào ngày 4 tháng 1. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hoạt động địa chấn đã diễn ra ở khu vực tỉnh Ishikawa suốt hơn 3 năm và có thể còn tiếp diễn. Trận động đất kinh hoàng vào ngày đầu năm mới tại Nhật Bản khiến nhiều người Việt đang sinh sống ở đó không khỏi sợ hãi, nhiều người chân đứng không vững khi tháo chạy ra khỏi nhà. Qua chia sẻ, bạn Đỗ Phương 26 tuổi, sống tại thị trấn Nakanoto, tỉnh Ishikawa cho biết, khi trận động đất xảy ra, cô vội tháo chạy ra ngoài chỉ kịp mang theo giấy tờ cá nhân. Khu vực cô gái Việt sinh sống thuộc tâm chấn động đất ở vùng Noto, tỉnh Ishikawa. Phương kể, bát đũa, vật dụng trong nhà rơi vỡ, xáo trộn, rung lắc dữ dội khiến tôi cảm thấy chóng mặt kinh hoàng. Cho biết sau 5 tiếng, dư chấn vẫn chưa dứt hẳn. Một vài ngôi nhà xung quanh hư hỏng nặng. Hơn 4 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cô trải qua một trận động đất mạnh đến vậy. Những lần trước, động đất diễn ra trong đêm và rung lắc nhẹ khoảng một phút. Phương sơ tán đến nhà văn hóa cách đó không xa, bên trong có sẵn chăn, gối, thức ăn nhẹ và nước uống. Không riêng cô, một vài người dân địa phương cũng đang tạm cư trú tại đây chờ tình hình tiếp theo. Cô kể, tôi chưa dám quay lại nhà, lo lắng sẽ tiếp tục xảy ra động đất. Cách đó 100 km, Kim Chi, 30 tuổi, đang làm việc trong một công ty thực phẩm ở Hakusan, tỉnh Ishikawa, cảm thấy sàn nhà rung lắc mạnh, khiến đầu óc cô quay cuồng. Hai trận rung lắc nhẹ kế tiếp, Điện thoại cô và đồng nghiệp ngay lập tức vang lên cảnh báo động đất và sóng thần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sắp có rung chấn mạnh, hãy bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn gần bạn. Trong một cảnh báo sóng thần, họ yêu cầu người dân sơ tán ngay lập tức ra khỏi các vùng ven biển và ven sông đến một địa điểm an toàn hơn. Chỉ kể, dù lo lắng, tôi cố đạp thật nhanh. Cô cho biết mới sang Nhật Bản được 6 tháng, theo diện thực tập sinh mà đã trải qua một trận động đất nhớ đời. Trước khi sang Nhật, cô đã tham gia khóa học bảo vệ bản thân khi có thiên tai xảy ra. Nghiệp đoàn và công ty Liên tục Trấn An thông báo khẩn dặn cô và mọi người chuẩn bị một số đồ thiết yếu như hộ chiếu, thẻ cư trú, tiền mặt, đồ ăn và nước uống sẵn sàng trong mọi tình huống sơ tán. Chi kể, họ hỏi thăm tình hình, nhắc nhở nếu gặp sự cố phải liên lạc ngay để kịp thời được hỗ trợ. Người thân ở Việt Nam biết tin cũng liên tục gọi điện và nhắn tin tôi thông báo đã ổn định. Theo ông Phan Tiến Hoàng, bí thư thứ nhất, trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam cho biết, sau khi trận động đất xảy ra, ban đã lập tức liên hệ với chính quyền những địa phương bị ảnh hưởng thiên tai có lao động Việt Nam làm việc. Theo thông tin ban đầu, một số nhà dưỡng lão ở tỉnh Niigata có thực tập sinh Việt Nam làm việc đã được sơ tán lên vùng cao lánh nạn để đề phòng nguy cơ sóng thần. Ngoài ra, Ban Quản lý Lao động Việt Nam đang xác nhận thông tin liên quan đến lao động người Việt tại các khu vực khác trong đó đặc biệt là tỉnh Ishikawa, nơi có nguy cơ sóng thần cao nhất. Bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện cũng đang liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng động đất để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt tại các khu vực này, sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Vừa qua, hàng loạt trận động đất lớn đã xảy ra tại Nhật Bản, trong đó trận mạnh nhất 7,6 độ Richter ở tỉnh Ishikawa gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản chị phạm hoa đang sinh sống và làm việc tại thành phố kanazawa tỉnh ishikawa chia sẻ từ một cơ sở trú ẩn địa phương trận động đất rất mạnh nhà cửa rung lắc dữ dội mặt đường bị nứt vỡ và nhiều cột đèn bị đổ chị hoa nói rất may mình có thể chạy ra khỏi nhà an toàn nhưng đồ đạc trong nhà thì hư hỏng cả sau khi bám trụ qua đợt rung chấn mình cùng mọi người vội vàng chạy đến nơi tập kết và sơ tán chị hoa cho biết thêm sau đó phóng viên không thể tiếp tục liên lạc với hoa tình hình hiện tại có thể nói tạm ổn thi thoảng vẫn còn những cơn rung lắc nhẹ. Hiện các điểm thuộc tâm trấn vẫn đang xảy ra tình trạng mất điện và các dịch vụ viễn thông chập chờn. Anh Lê Thanh Tùng ở thành phố Komatsu, tỉnh Ishikawa cho biết, cả nhà anh vừa đi chùa đầu năm về thì mặt đất bất ngờ rung lắc nhẹ rồi dừng lại. 5 phút sau thì xảy ra đợt rung lắc mạnh hơn và lâu hơn. Anh Tùng chia sẻ, đồ đạc trong nhà đổ hết cả. Tôi vội vàng dắt tay vợ con chạy ra khỏi nhà, nơi tôi ở cách tâm trấn 70 km, nhưng rung chấn khi đó vẫn khá mạnh. Mặt đất bị vỡ, nhà cửa và cột điện rung chuyển âm ầm. Anh Tùng cho biết, ở những nơi gần tâm trấn hơn, thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Sống ở thành phố Himi, tỉnh Toyama, cách tỉnh Ishikawa khoảng 100 km, nơi ghi nhận động đất mạnh 5 độ Richter, chị Đỗ Thảo cho biết, nhiều căn nhà bị hư hỏng toàn bộ hoặc một phần, nhiều vụ hỏa hoạn và một số nơi bị mất điện, mất nước. Chị Thảo cho hay, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng sơ tán người dân đến nơi an toàn, cung cấp đồ ăn thức uống. Trong khi đó, trực thăng cứu hộ, xe cấp cứu lực lượng cứu nạn đang rất khẩn trương cứu giúp những người mắc kẹt. Giữa lúc khó khăn, cộng đồng người Việt ở Ishikawa và các khu vực lân cận vô cùng đoàn kết, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Chị Thảo chia sẻ, mọi người chia sẻ thông tin lên các hội nhóm, nơi nào còn an toàn thì sẽ đón đồng bào gặp nạn đến ăn ở, nghỉ ngơi. Có những bạn có ô tô thậm chí không ngại nguy hiểm đến tận nơi đón người có nhu cầu trợ giúp. Đại sứ quán Việt Nam cũng thông báo các thông tin cần thiết để liên lạc khẩn cấp và cứu trợ. Chiều ngày 2 tháng 1, Bộ Ngoại giao cho biết, hiện chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do các trận động đất gần đây tại Nhật Bản gây ra. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản chủ động nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình an toàn của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn, hội đoàn để thông tin, hướng dẫn cộng đồng người Việt tại khu vực chịu thiệt hại.